Đây là một nữ điệp viên này, một cựu phóng viên thường trú ở Trung Quốc, một nhân vật vô cùng quen thuộc ở trên Động Nhện. Ôi, Trung Quốc cái chủ đề này rất là nhạy cảm. Khi mà về nước thì cảm thấy hơi bị khủng hoảng một chút. Ủa sao đi chung về lại dạy tiếng Anh, chị hiểu là tại sao mình về Việt Nam. Điều gì khiến chị lựa chọn là thay đổi công việc? Mình còn trẻ mà em, nước có trẻ có trong. Chưa có cái gì được gọi là ổn định trong cái giai đoạn mà chúng ta đang tầm 25 đến 30 cả. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spare Room. Hôm nay sẽ là bài viết Vận động thể thao điện tử chuyên nghiệp, nghề nghiệp và những định kiến. Bài viết được viết và đăng trên website spareroom.com bởi tác giả Watayu. Còn mình là Pink Dot và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu đi vào nội dung chính của bài viết nhé. Esports đã tới lúc phải thay đổi định kiến. Những vận động viên thể thao điện tử luôn phải đối mặt với rất nhiều áp lực, trong đó áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của họ chắc chắn là những định kiến về nghề nghiệp. Vận động viên thể thao điện tử luôn bị coi là những con nghiện game và họ không hề được tôn trọng. Nhiều người đã phải bỏ nghề vì nhận phải nhiều chỉ trích từ các bậc phụ huynh cũng như báo đài khi đề cập tới các tác hại của game online. Lịch sử hình thành và phát triển của eSports. Ngày 19 tháng 10 năm 1972 được xem như là ngày đánh dấu sự ra đời của eSports và địa điểm diễn ra sự kiện này là Đại học Stanford với trò chơi Space War. Sinh viên Stanford được mời đến tham gia cuộc thi Intergalactic Space War Olympics với giải thưởng là một năm sử dụng Rolling Stone. Sự kiện tiếp theo trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử eSports đó là Space Invaders Championships được tổ chức bởi Atari vào năm 1980. Là cuộc thi chơi game quy mô lớn đầu tiên, thu hút hơn 10.000 người tham gia trên khắp Hoa Kỳ, chính thức xác lập định nghĩa chơi game thi đấu như một sở thích chính thống. Trong những năm 1990, sự trỗi dậy của Internet đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử. Năm 1997, giải đấu Red Annihilation dành cho tựa game Quake đã được tổ chức và đánh giá là sự kiện eSports chính thức đầu tiên trên thế giới, mở đầu cho những giải đấu lớn diễn ra sau này. Thể thao điện tử đã phát triển ở một số quốc gia, trong đó Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên xây dựng một hệ sinh thái eSports. Nền văn hóa chơi game đại chúng tại Hàn Quốc đã biến eSports được thừa nhận như một môn thể thao chuyên nghiệp, được tổ chức bài bản bởi nhiều tập đoàn lớn trong nước tham gia tài trợ. Hàn Quốc cũng là quốc gia đầu tiên thành lập Hiệp hội Thể thao Điện tử KESPA và một sân vận động dành riêng cho eSports. Bước sang những năm 2000, eSports đã không chỉ dừng lại ở những giải đấu cỡ thành phố hay là khu vực mà đã vươn tới phạm vi toàn cầu. Các giải đấu thể thao như là World Cyber Game, WCG, hay là Electronic Sport World Cup, ESWC, Major League Gaming, MLG, còn trở thành những giải đấu thường niên và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong năm 2013, người ta ước tính rằng có khoảng 71 triệu 500 ngàn người trên thế giới xem các trận đấu. Sự tăng lên của nền tảng streaming media trực tuyến, tiêu biểu là Twitch.tv, đã trở thành nguyên nhân lớn cho sự phát triển và thăng tiến của các cuộc thi eSports. Giờ đây, giải đấu eSports không chỉ là nơi những vận động viên tranh tài mà còn có thể thay đổi toàn bộ được cuộc đời của mình nhờ số tiền thưởng khổng lồ, kéo theo những hợp đồng tài trợ vô cùng giá trị. Năm 2019, ngành công nghiệp eSports đã vượt qua giá trị 1 tỷ USD. Gần nửa nguồn thu trong số này đến từ những thương hiệu lớn như là Mountain Dew, Red Bull, T-Mobile hay là Audi. Kể đến bản quyền truyền thông và quảng cáo, lĩnh vực đã có sự vươn lên mạnh mẽ nhờ sự thay đổi của các phương tiện truyền thông. Đơn cử như là sự phổ biến của nền tảng livestream cũng đem đến những xu hướng mới. Những gamers độ tuổi từ 18 đến 25 sẽ dành 77% thời gian để theo dõi các streamer thay vì xem phát sóng sự kiện thể thao. Đứng sau đó lần lượt là doanh thu về việc buôn bán các thiết bị chơi game và các sản phẩm liên quan đến các tổ chức eSports, tiền bán vé và khoản thu nhập mà các nhà phát hành dành cho các game thủ. Những định kiến hà khắc. Cách đây 10 năm, sự kiện một đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam có cơ hội tham gia giải đấu toàn thế giới trong bộ môn Liên minh huyền thoại, LOL, đã tạo tiếng vang lớn trong giới trẻ. Không chỉ vậy, bộ môn này cũng dần dần tạo dựng sức hút riêng bên cạnh các bộ môn thể thao vận động như là đá bóng, cầu lông hay là võ thuật. Thành công của giới trẻ là thế, tuy nhiên trong cộng đồng người dân Việt Nam nói chung, thể thao điện tử, eSports vẫn còn tồn tại nhiều định kiến tiêu cực. Ý kiến của toàn bộ các bậc phụ huynh cho biết, họ cảm thấy băn khoăn về việc eSports được công nhận là một bộ môn thể thao, ngang hàng với các bộ môn thể thao mang tính vận động.
Điều đó dấy lên nghi ngại rằng thể thao điện tử chỉ là cái vỏ bọc dựng lên, tạo ra môi trường tiêu cực khuyến khích trẻ em nghiện game, bỏ học hay là ăn cắp tiền, v.v. Có thể thấy, tồn tại trong ý thức của đa số cha mẹ Việt Nam, thể thao điện tử chưa bao giờ được coi trọng như cách nó được công chúng thế giới biết đến. Nhìn rộng ra quốc tế, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng những quốc gia đi đầu về thể thao điện tử như là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc thực sự rất coi trọng bộ môn này. Họ công nhận thể thao điện tử là một bộ môn chính thức, hợp pháp để thi đấu chuyên nghiệp, cũng như xây dựng một hệ thống giáo dục riêng để đào tạo các hệ tuyển thủ. Trở lại Việt Nam, ta cần nghiêm túc đặt ra một câu hỏi, liệu cộng đồng người Việt có thực sự quá khắt khe với những bạn trẻ mong muốn đặt chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp? Nhiều người vẫn thường có định kiến gay gắt mỗi khi con cái hoặc là người thân của họ chơi game quá nhiều. Từ đó, họ hình thành lối suy nghĩ rằng chơi game là một việc gì đó rất xấu, gây tổn thất thời gian và khiến những người xung quanh họ trở nên hư hỏng. Điều này hoàn toàn sai lầm. Đối với vận động viên thể thao điện tử, chế độ luyện tập của họ cũng giống như các vận động viên của bất cứ môn thể thao nào hiện nay. Điểm khác biệt duy nhất của thể thao điện tử đó chính là luyện tập với máy tính và các phân tích viên số liệu. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Vũ Hoàng Dũng, huấn luyện viên eSports có nói: "Cái khó khăn nhất của thể thao điện tử đó chính là nhiều người không phân biệt được game thông thường và thể thao điện tử khác nhau ra làm sao. Có thể do việc truyền thông đưa tin về tác hại của game online quá nhiều. Vì vậy ở Việt Nam lúc này, cái khó là làm như thế nào để thay đổi được định kiến. Những định kiến gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền thể thao nước nhà so với các nước trong cùng khu vực Đông Nam Á hay rộng hơn là trên toàn thế giới." Tương lai nào cho vận động viên eSports? Vận động viên chuyên nghiệp được chọn lọc từ game thủ giỏi và đam mê theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử. Game thủ chuyên nghiệp được tuyển chọn rất sớm với độ tuổi dao động từ 15 cho tới 18. Khi đủ 18 tuổi, họ sẽ có tư cách thi đấu chuyên nghiệp trên bất cứ sàn đấu nào, không chỉ nội địa mà còn cả các giải đấu quốc tế. Bởi theo yêu cầu đào tạo từ rất sớm, những người trẻ muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp vướng phải những định kiến về nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Người lớn, đặc biệt là những bậc phụ huynh sẽ phản đối gay gắt khi nhận được lời đề nghị cho con cái của họ theo đuổi đam mê trở thành một vận động viên eSports. Người xưa thường gắn mác cho những game thủ là những người lãng phí thời gian cuộc sống, lười biếng và xa lánh xã hội, người mang hơi hướng bạo lực và thật vô bổ khi không được kiến thức nào từ các trò chơi online. Vì những lối suy nghĩ tiêu cực và sợ hệ lụy về sau, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng con cái và người thân của họ sẽ trở thành bản sao của những game thủ này. Họ cho rằng game thủ thực chất là những người tạo ra tệ nạn xã hội và xã hội không cần nghề nghiệp này. Trên thực tế, game thủ thông qua game online để rèn luyện khả năng phản xạ và khả năng tư duy chiến lược. Không chỉ đơn giản là một trò chơi thông thường, những tuyển thủ luyện tập cùng đồng đội, luyện tập cách liên kết đội hình, cách truyền đạt ý tưởng và tương tác trên không gian ảo. Rất nhiều trò chơi thuộc bộ môn thể thao điện tử được thiết kế theo xu hướng trí tuệ hóa và đòi hỏi người chơi phải có sự tập trung cực kỳ lớn. Esports phát triển như thế nào ở Việt Nam? Esports ở Việt Nam phát triển một cách rất chậm rãi, khi vài năm trở lại đây thì nó mới thực sự được lên tới cực điểm. Nhiều năm trước khi mà các quốc gia khác đã phát triển cực mạnh thì tại Việt Nam, Esports không được xem trọng. Các giải đấu quy mô lớn rất ít, tổ chức còn chưa chuyên nghiệp, có nhiều định kiến xã hội về game thủ, không có nhiều đất diễn cho người tài, truyền thông hạn chế. Nhiều lý do đó thôi cũng đủ để hạn chế sự phát triển của Esports thời đó. Hiện tại thì Esports đang ngày càng một lớn mạnh, trung bình một giải đấu Esports tại Việt Nam có lượng tương tác trực tiếp trên mỗi trận là khoảng 200.000 người, có những trận lên tới 500.000 người theo dõi trực tuyến. Sức công phá của eSports là thực sự lớn tại Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhiều người đã sống giàu có nhờ của eSports, chúng ta có thể kể tới nhiều game thủ nổi tiếng của Việt Nam như là Lê Quang Duy, SOFM, Trần Văn Cường, Optimus, Đỗ Duy Khánh, Levi. Các tuyển thủ này đều có mức thu nhập ở mức khủng nhất của Việt Nam hiện tại. Không thể không nhắc tới những streamer nổi tiếng như là Đỗ Mi Si, Thầy Giáo Ba, Miss T, Piu Piu, v.v. Những người thực sự có ảnh hưởng lớn tới mạng xã hội và tất cả những người trên đều phát trực tiếp liên quan tới eSports. Đến nay, eSports đã được chính thức công nhận là một bộ môn thể thao và người chơi bộ môn này chính là những vận động viên. Giá trị của những bản hợp đồng chuyển nhượng của bộ môn này không hề thua kém so với bộ môn bóng đá. Chúng ta có thể kể đến một số thương vụ chuyển nhượng tiền tỷ như là Palace chuyển từ Phong Vũ Buffalo sang Gam eSports, hay chính tiền lương hàng tháng của một số tuyển thủ chất lượng hiện nay cũng cỡ 9 con số. Đặc biệt Việt Nam chúng ta có một tuyển thủ cực kỳ nổi bật, đó là Lê Quang Duy, SOFM. Người con gốc Hà Nội này là một thần đồng liên minh huyền thoại của Việt Nam. Tuyển thủ sinh năm 1998, từng là game thủ chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi, tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ. Năm 2016, SOFM chính thức chuyển sang Trung Quốc thi đấu cho đội tuyển Snake eSports, với giá chuyển nhượng mà đến bây giờ vẫn đang được giữ bí mật. Ở một trường hợp khác,
Tuyển thủ Đỗ Khánh Duy, Levi, sinh năm 1997, quê quán tại Bắc Ninh, cũng được đánh giá cực cao chỉ sau SOFM. Levi cũng đã từng xuất ngoại tới 2 lần. Lần đầu tiên là sang đội tuyển 100 Thieves của giải đấu LCS Bắc Mỹ, sau đó là sang Trung Quốc gia nhập Jin Dong Gaming. Ở một môn thi đấu khác là Liên Quân Mobile, tựa game dành cho điện thoại này cũng rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Ở bộ môn này thì Việt Nam chúng ta là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Bằng chứng là việc team Flash của Việt Nam đã vô địch giải đấu Liên Quân Mobile Thế Giới AWC 2019 sau khi vượt qua đối thủ sừng sỏ là Mad Team, Đài Bắc Trung Hoa. Giải thưởng mà các tuyển thủ của chúng ta nhận được là 200.000 USD. Bộ môn này cũng chính là bộ môn được đưa vào giải đấu SEA Games 2019 được tổ chức tại Philippines. Team Flash cũng chính là đội tuyển mạnh nhất lịch sử của tựa game Liên Quân Mobile với 2 chức vô địch thế giới liên tiếp. Có thể thấy, eSports Việt Nam hiện tại đang lớn mạnh không hề thua kém các nước trong khu vực, thậm chí về mặt thành tích còn vượt trội hơn so với khu vực từng được coi là vùng trũng của thể thao điện tử. Các nhà đầu tư càng ngày càng nhiều, các tuyển thủ giờ đây không chỉ còn chơi game, đánh giải đơn thuần, mà còn có thể hợp tác truyền thông với nhiều nhãn hàng lớn nhỏ khác nhau. Game thủ còn sở hữu lượng fan lớn, một số còn sở hữu fanpage, kênh YouTube lên tới vài trăm nghìn lượt theo dõi. Giờ đây, thu nhập của họ không chỉ giới hạn bằng tiền lương, phụ cấp của các giải đấu. Các tuyển thủ thể thao điện tử có rất nhiều lựa chọn sau này để có thể kiếm ra được kinh tế. Chúng ta nên có cái nhìn khách quan hơn về những vận động viên chuyên nghiệp. Họ không phải là cái cớ để đổ lỗi cho tất cả những tệ nạn mà game gây ra, không phủ nhận những tổn thất do những thành phần quá khích gây ra. Song, không thể đánh đồng tất cả những người theo đuổi thể thao đều là những con nghiện. Hiện tại, ngành thể thao cùng Hội Thể thao Giải trí Việt Nam đang thực hiện các nhiệm vụ phát triển eSports một cách đúng hướng và chuyên nghiệp để hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai. Vận động viên thể thao điện tử cũng như bất cứ một ngành nghề nào, nó cần phải được tôn trọng như cái cách thế giới công nhận nó. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!